Thủy Tiên lên tiếng nói lời ruột gan giữa ồn ào khán giả nuôi nghệ sĩ. Thời gian qua, dư luận dậy sóng vì quan điểm khán giả không nuôi nghệ sĩ và chuyện nghệ sĩ không cần tri ân khán giả. Dù nhiều nghệ sĩ Việt như ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Nguyên Vũ đã lên tiếng đưa ra quan điểm riêng, nhưng những tranh cãi này chưa đến hồi kết. Mới nhất, ca sĩ Thủy Tiên cũng lên tiếng bàn về chữ nuôi. Trong tâm thư dài trên trang cá nhân, Thủy Tiên chia sẻ lòng biết ơn, sự trân trọng với công chúng. Vợ Lê Công Vinh viết rằng, nói thẳng ra là cái nhà mình ở, cái xe mình đi, cái áo mình mặc, mình có thể lo cho gia đình và có thể dư dả hơn để lo được cho người kém may mắn hơn nữa. Tất cả là nhờ vào sự yêu thương của công chúng cả. Thế giới có 7 tỷ người mà người ta chọn theo dõi mình, yêu quý mình, thậm chí chỉ là bảo vệ, kêu gọi ủng hộ mình từng cái view, cái like, cái share sản phẩm âm nhạc hay quảng cáo để mình có thêm tiền làm điều mong muốn. Đó là ơn nghĩa. Cha mẹ có công sinh thành, nuôi dưỡng mình nên người, nhưng chỉ có sự yêu thương và nuôi dưỡng bằng cả vật chất, tình cảm của công chúng mới sinh thành ra sự nổi tiếng của mình trên đời. Nên địa vị, tiếng tăm, nghề nghiệp này không hề nói quá là của khán giả cho, chứ chả tự nhiên mà có. Mỗi người một cách nhìn, một quan điểm riêng, nhưng riêng mình nghĩ, trên đời này bản thân mình chả là cái gì cả, núi cao thì có núi cao hơn, mình tài giỏi thì có nhiều người tài giỏi hơn. Mình từng thấy rất nhiều người tài giỏi hơn mình, xinh đẹp hơn mình, giàu có hơn mình. Nhưng dù đầu tư bao nhiêu sản phẩm, bỏ tiền bạc công sức bao nhiêu cũng không ai quan tâm, không có sự ủng hộ nuôi dưỡng, ủng hộ bằng vật chất lẫn tinh thần của công chúng thì không thể tồn tại được. Người ghét mình, chửi rủa mình, muốn hất bát cơm của mình, muốn làm mình thân bại danh liệt. Còn người thương mình, an ủi và bảo vệ mình, tìm cách ủng hộ và cho tặng mình chén cơm khác, đó là ơn nghĩa lớn. Ai cho mình chén cơm, cuộc sống, cho mình phương tiện để làm điều mình mong muốn là nuôi mình phải khắc cốt ghi tâm. Quan điểm của mình là như vậy. Ngày xưa khi mình tốt nghiệp lớp 12, trúng tuyển vào cao đẳng văn hóa nghệ thuật, khoa thanh nhạc khóa 9. Khi giấy báo thi đậu gửi về nhà, thì mình bị ông ngoại và dượng bảo sao nhà gia đình làm ăn đàng hoàng, vậy mà mày đi học cái nghề xướng ca vô loại vậy tiên. Nghe câu đó mình có hơi chạnh lòng, nhưng mình nghĩ mỗi người có một nghiệp khác nhau, một sứ mệnh khác nhau. Bất cứ nghề nghiệp nào trên đời này đều có mặt trái mặt phải, chứ không riêng nghề ca hát. Mình cứ sống đúng đạo làm người, không hổ thẹn lương tâm là được. Ai có nói gì đi nữa thì mình cũng thấy bình thường. Thay cho lời kết, ca sĩ Thủy Tiên cho biết, cô chia sẻ quan điểm trên với danh nghĩa là một ca sĩ bình thường như bao nghề khác. Tôi tự cảm thấy bản thân mình chưa đủ tài năng để được gọi là một nghệ sĩ. Tôi không phải Thảo Mai khi viết những dòng này. Tôi đã khóc vì nhớ, nghĩ đến những lúc gặp khó khăn trong sự nghiệp, khán giả đã giang tay bảo vệ, che chở cho tôi như thế nào. Tôi vẫn luôn giữ trong lòng sự biết ơn, nhưng chưa có cơ hội nào để bày tỏ. Vì thế tôi mong muốn góp một tiếng nói để bày tỏ sự biết ơn và trân trọng của mình đối với khán giả, những người đã luôn bên cạnh mình, nâng đỡ tôi vượt qua bao nhiêu lần khó khăn sóng gió trong suốt sự nghiệp này. Nữ ca sĩ bày tỏ.